Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Có gì thú vị trên sao thổ mà bạn chưa biết đến? Nhắc đến sao thổ, người ta thường nghĩ ngay đến những vành đai rộng lớn đặc trưng. Nhưng không chỉ thế, hành tinh này còn có rất nhiều điều thú vị. Sao thổ là một hành tinh khổng lồ, đứng thứ hai trong hệ mặt trời, chỉ sau sao mộc. Với nhiều người đam mê thiên văn, hành tinh này có một sức hút kỳ lạ. Thả trong nước có thể nổi. Cấu tạo chủ yếu của sao thổ gồm khí hydro và heli, đồng nghĩa bạn không thể đứng trên bề mặt sao thổ như đứng trên bề mặt trái đất. Các nhà khoa học cho rằng sao thổ có thể nổi nếu thả trong nước vì nó là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước, nhỏ hơn khoảng 30%. Đây cũng là hành tinh có khối lượng riêng nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Ngày cực ngắn, năm cực dài. Thời gian sao thổ quay quanh trục rất nhanh. Ngày các nhà khoa học thống nhất trên một ngày hành tinh này chỉ mất khoảng 10 giờ 32 phút 35 giây. Ngược lại, sao thổ di chuyển xung quanh mặt trời rất chậm. Một năm trên sao thổ tính ra bằng khoảng 10.759 ngày trái đất, khoảng 29,5 năm trái đất. Hình cầu dẹt nhất trong hệ mặt trời. Tốc độ quay rất nhanh của hành tinh này khiến nó bị mài mòn đến độ có hình cầu dẹt rõ rệt. Cụ thể, xích đạo của sao thổ vểnh ra và hai cực dẹt đi. Khoảng cách giữa hai cực sao thổ là 54.364 km so với đường kính xích đạo là 60.264 km, chênh nhau tới 10%. Sao Mộc, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cũng là những hành tinh khí khổng lồ nhưng chúng không dẹt dữ dội như sao thổ. Lộng gió. Như nhìn từ trái đất, sao thổ có màu vàng nhạt và là một trong những thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Chất liệu chủ yếu trên hành tinh này là hydro nên tỷ trọng của nó kém hơn trái đất 8 lần. Sao thổ rất nhiều gió. Gió ở vùng xích đạo sao thổ có vận tốc lên đến 1.800 km/h, trong khi kỷ lục tốc độ của gió trên trái đất chỉ là 400 km/h. Số lượng vệ tinh khủng. Sao thổ hiện có ít nhất 64 vệ tinh tự nhiên, trong đó có 53 vệ tinh quay quanh sao thổ đã được đặt tên, chủ yếu được cấu tạo từ đá, methan, ammonia và CO2, trong đó có một vệ tinh được hình thành cùng thời điểm ra đời của sao thổ. Titan là mặt trăng lớn nhất của sao thổ và cũng là vệ tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời sau vệ tinh Ganymede của sao Mộc. Cấu tạo của chúng chủ yếu là nitơ kết hợp với đá và băng. Các nhà khoa học đã đặt nghi vấn về sự sống trên Titan, tuy nhiên chắc chắn rằng sự sống ở đây rất khác so với trái đất. Chỉ có 4 tàu vũ trụ đến thăm sao thổ gồm Pioneer 11, Voyager 12 và Cassini-Huygens. Cực Bắc xoáy lục giác, cực Nam xoáy tròn. Những vòng xoáy khí quyển ở cực Bắc của sao thổ có hình dạng lục giác đặc biệt, nằm ở vĩ độ khoảng 70 độ do tàu Voyager phát hiện đầu tiên. Cạnh thẳng của lục giác vùng cực Bắc dài xấp xỉ 13.800 km, lớn hơn cả đường kính của trái đất. Trong khi đó, các bức ảnh do kính thiên văn Hubble chụp từ vùng cực Nam cho thấy sự có mặt của một dòng khí tốc độ cao nhưng không hình thành nên xoáy khí quyển mạnh hay cấu trúc lục giác như ở cực Bắc. Đặt tên theo thần thời gian, sao thổ quay quanh trục thì nhanh, quay quanh mặt trời thì lại rất chậm. Chính sự nhanh chậm này làm cho người Hy Lạp liên tưởng đến sự trôi đi của thời gian và đặt tên cho hành tinh là Cronus, vị thần của thời gian. Trong tiếng La Mã, hành tinh này có tên là Saturn. Ngoài ra, Saturn còn được đặt trong ngày thứ bảy trong tuần, Saturday. Sao thổ trong chiêm tinh học là hành tinh vị trí của các cung Market và Bảo Bình, vành đai rộng nhất. Sao thổ là hành tinh có hệ thống vành đai rộng nhất trong hệ mặt trời. Những hành tinh khác cũng có vành đai, nhưng vành đai sao thổ là vành đai duy nhất có thể nhìn thấy từ trái đất. Các vành đai của sao thổ chứa vô số các phần tử có kích thước nhỏ như một hạt cát thông thường đến lớn hơn cả một căn nhà cao tầng. Thậm chí, một số còn có đường kính dài hơn cây số. Chúng có nguồn gốc từ băng, bụi hay các mảnh vụn còn sót lại từ sao chổi, tiểu hành tinh hoặc những mặt trăng tàn trong vũ trụ. Galileo Galilei là người đầu tiên nhìn thấy vành đai của sao thổ vào năm 1610, nhưng ông không biết đó là gì, nhưng suy luận vành đai đó là mặt trăng của sao thổ. Sau đó, vào năm 1655, nhà thiên văn học người Hà Lan Christian Huygens
với kính thiên văn tốt hơn mới có thể khám phá ra những mặt trăng này thực chất là những đường elip hẹp và rộng vô cùng. Chu vi vòng ngoài của vành đai có thể bằng khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng, nhưng chỉ dày khoảng 20 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!